Chào các bạn. Trải qua rất nhiều cuộc tình, Rồng Long Vương đã gây ra không ít oan trái và đã tạo ra rất nhiều sản phẩm tội lỗi. Tuy nhiên điều đó cũng không thể nào ngăn bước được tên rồng thần đào hoa này tiếp tục phạm sai lầm. Rồng thần à, tại sao chàng lại bỏ đi? Không lẽ thiếp đã làm gì lầm lỗi hay sao? Vậy thì chàng hãy đánh đập thiếp đi, tra tấn thiếp đi. Không, người không xứng đáng với tình cảm của nàng chính là ta. Ta thật tệ hại, ta sẽ tự trừng phạt mình. Cậu xinh đàn, hãy để cho thứ tệ hại như ta ra đi, để nàng được tìm kiếm hạnh phúc khác tốt hơn. Thôi được rồi, nếu chàng muốn như vậy thì chàng hãy ra đi đi. Nhưng chàng nên nhớ một điều, sau này đừng bao giờ tìm thiếp nữa. Thiếp sẽ không bao giờ gặp lại chàng đâu. Ta biết rồi. Chào nàng, ta đi đây. Khổ nhục kế của tên rồng đa tình kia đã bị rắn tinh nhìn thấy. Nó rất thất vọng và vô cùng đau lòng. Trước đây nó từng cãi cha cãi mẹ, cãi đồng loại và cãi luôn ông hàng xóm để đến với rồng thần. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Vậy mà bây giờ rồng thần lại đối xử với nó tệ bạc như thế. Không chịu nổi cú sốc này, rắn tinh đã cắn lưỡi tự tử. Nhưng rắn tinh không hề biết rằng trong người mình đã mang cốt nhục của rồng Long Vương. Khó chịu quá, chật chội quá. Mẹ ơi, con muốn chui ra ngoài. Thoải mái quá. Ủa, mẹ của mình đâu rồi? Không phải mẹ mình để mình ra à? Nhìn kia tụi bay, trời đất ơi, có một cái chứng kỳ lạ phát sáng kìa. Mau tới đó bắt nó làm chứng âm la đi. Lũ chết tiệt, mau tránh xa ta ra. Sau khi mẹ của nó chết thì cái chứng kỳ lạ này cũng đã cố gắng quằn quại và nó đã chui tọt ra từ trong bụng của mẹ nó, rơi xuống dưới đáy biển. Thì lúc này lũ lương điện tưởng nó là cái thứ thức ăn dễ nuốt lao tới thì bị nó phản công và bị nó lật kèo ăn ngược lại lũ lương đó. Cái trứng này cảm thấy thịt của lũ lương rất ngon, thậm chí nó còn hút dinh dưỡng và khiến cho kích cỡ trứng càng ngày càng lớn. Chụp lấy cơ hội đó, nó lại tiếp tục lùng sục khắp đáy biển tìm lũ lương điện và bắt ăn thịt. Cứ như thế, vài ngày cũng đã trôi qua, kích thước của cái trứng càng ngày càng lớn. Ngon quá, đã quá à. Hả? Đằng kia, còn có lũ cá lớn hơn nữa kìa. Thích quá, mình sẽ tới đó, hút hết chất dinh dưỡng của bọn chúng luôn. Hả? Nhìn kia tụi bay, có thứ gì đó đang phát sáng lại gần chúng ta. Mau, tập trung lại, vây bắt nó đi. Chúng ta phải bắt nó về làm quà tặng Valentine cho mấy con cá mập cái của chúng ta. Tưởng rằng là bác thợ săn, nhưng hóa ra lại là con mồi. Những con cá mập ngu ngốc kia lại bao vây tấn công cái trứng lai kỳ lạ của chúng ta, và kết quả bị cái trứng lai nhai đầu và hấp thu dinh dưỡng y chang như lũ lương điện. Kết quả thì cái trứng hấp thu một nguồn dinh dưỡng bằng một nguồn thịt rất lớn, khiến nó đạt kích cỡ cực đại. Không hay rồi, mình cảm thấy khó chịu quá, chật chội quá. Thiệt là thoải mái, dễ chịu quá đi. Mình đã nở ra chào đời rồi. Hay quá. Khoan, Nhưng mà mình quên mất, Mình phải tìm mẹ của mình, phải tìm cha của mình. Không biết tại sao họ để mình ra, Lại bỏ mình lẻ loi một mình như thế này. Này, đứng lại. Mày là thứ kỳ dị gì vậy? Nhìn giống rắn nhưng không phải là rắn. Mày là con cái nhà ai? Mấy người đừng có lại đây, đừng có làm hại tôi. Đâu không, tôi tấn công mấy người đó. Trời đất quỷ thần ơi, nó biến phóng ra sắp xét kìa. Không lẽ
Cái gì? Mấy người biết về thân thế tôi hay sao? Làm ơn, hãy nói cho tôi biết đi. Cha mẹ tôi rốt cuộc là ai? Nhìn ngươi, thân hình là rắn, đầu với vây là rồng. Không lẽ ngươi là con của con mụ rắn chăm lòn đó, dám từ bỏ đồng loại, tức là từ bỏ bọn ta, để lên bờ cặp bồ với lại con rồng Long Vương chết tiệt, rồi bây giờ sinh ra thứ nghiệp chống như ngươi? Cầm mồm, các người không được sỉ nhục cha mẹ ta không như thế. Các người nói dối. Bọn ta nói dối với ngươi làm gì chứ? Chỉ có mẹ ngươi là thứ chăm lòn biến thái, dám lấy khác loài, còn kết hôn với tinh rồng thần đào hoa đó nữa. Lúc trước bọn ta ngăn cản mà mẹ ngươi không chịu nghe. Bây giờ chắc có lẽ bị tinh rồng thần đó bỏ rơi, rồi mụ ta lại bỏ rơi ngươi đúng không? Thật đáng đời. Cầm mồm, lục hồ kiếp, ta sẽ giết hết cả ngươi. Mẹ kiếp, con lãi này, mày dám hô ai vậy? Hiện tại Game Hay Thế Giới có mở một cái shop trên Shopee, đó chính là bán những cái xe điều khiển như thế này nè. Đây là xe đua công thức F1 đó các bạn. Nếu mà ai thích, hãy ủng hộ Game Hay Thế Giới để mình có thêm kinh phí sản xuất những video chất lượng và hay hơn nhé. Link mình để dưới phần mô tả, các bạn chỉ cần click vào và sau đó mua sản phẩm, người ta sẽ đem xe này tới nhà và giao cho các bạn. À đúng rồi, để khai trương shop của Game Hay Thế Giới, mình sẽ có một mini game ở cuối clip, và phần thưởng sẽ là một chiếc xe điều khiển công thức F1 như thế này đây, cho bạn nào may mắn nhất. Nào, bây giờ lại tiếp tục đến với nội dung giải trí của chúng ta. Chết tiệt, lũ rắn khốn kiếp. Ủa, bọn chúng bị gì thế? Rõ ràng lúc nãy bọn chúng vừa tấn công mình mà. Tất cả loài rắn tinh ở đây đều chết hết. Không lẽ bọn chúng cắn mình, bị mình phản công lại hay sao? Không thể nào. Mình không phải là đối thủ của bọn chúng mà. Một điều kỳ lạ đã xảy ra sau khi sinh vật lai giữa rắn và rồng chúng ta bị bất tỉnh. Khi mở mắt lại thì nó đã thấy những kẻ thù là những con rắn vừa tấn công nó chết hết một cách rất kỳ lạ. Nó ban đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, và lúc này bụng nó cũng đói cồn cào. Thế là nó cũng thừa thắng và ăn luôn thịt của lũ rắn này. Người của nó lại tiếp tục lớn lên, trưởng thành dần, cho đến khi... Không, chết xa tên à, lũ rồng khổ kiếp, đang ghét các ngươi đã giết chết dòng loại của ta. Thật đáng đời các ngươi. Hả? Con rắn cuối cùng vừa nãy thốt lên là loài rồng đã giết chết loài rắn của chúng nó. Không lẽ chuyện này liên quan tới loài rồng? À, phía trước có tiếng gì đó. Rắn tinh ơi, nàng đang ở đâu? Ta biết lỗi rồi, hãy quay về với ta đi. Sinh vật gì giống rắn thế kia, nhưng uy dũng và có thể bay được trên trời? Không lẽ đó chính là rồng thân? Chết tiệt, ta đã giết hết lũ rắn mãn xa rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện một thứ kỳ quái thế này? Ngươi có phải là kẻ đã bắt đi rắn tinh vợ của ta không? Vậy là đúng rồi, ngươi là rồng Long Vương, ngươi đã dụ dỗ một rắn tinh, sau đó đã làm cho bà ấy có mang rồi bỏ rơi bà ấy. Ta không coi. Nhưng sao ngươi biết được chuyện của ta? Ngươi là ai? Ta chính là bào thai của rắn tinh, và ta cũng chính là con chồng của ngươi. Cái gì? Ngươi là con của ta? Con ơi, cha sai rồi, cha mất hết tất cả rồi. Cha chỉ còn hai thứ quý báu nhất là con và mẹ của con mà thôi. Nhưng tôi vừa ra đời, tôi đã không thấy mẹ ở đâu cả. Tôi tưởng bà ấy đã theo ông bỏ rơi tôi chứ. Không, mẹ con không theo ta. Ta hiện tại đã bị một tên kẻ thù giết chết hết dòng loại, hắn đang truy sát ta. Bây giờ ta chỉ muốn đến đây cầu cứu con và mẹ của con mà thôi. Cái gì?
Cái gì? Ông là rồng thần chí tôn thì kẻ nào có thể giết chết được ông chứ? Còn tôi chỉ có thể bơi dưới nước và năng lực yếu đuối thôi. Tôi không thể làm được gì khác đâu. Ta bị một lời nguyền là không thể giết chết được thứ đó. Còn về phía con đừng lo. Trong người của con mang giọt máu của rồng. Ta sẽ truyền tiên khí cho con. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi hãy giúp ta giết chết thứ đó. Trời đất ơi, tôi trở nên to lớn khổng lồ rồi. Tôi còn có thể bơi được dưới nước và lấn trên cạn nữa. Hay quá. Được rồi, con cưng của ta. Mau lên, giúp ta giết chết thứ đó đi. Nó đã đuổi theo ta sát tới rồi kìa. Đâu phía trước thôi. Hả? Tôi được rồi. Dẫu gì, ông cũng là cha của tôi. Để tôi giúp ông một tay. Xong việc, tôi cùng ông phải đi tìm mẹ, rồi phải chăm sóc cho mẹ suốt đời hạnh phúc. Được rồi, ta hứa. Vậy là mãng xà rồng tinh của chúng ta đã tìm được cha của mình. Đồng thời thì rồng thần cũng ban phước lành cho con của mình và biến rắn rồng tinh trở thành một thực thể to lớn và đầy uy dũng. Tuy nhiên, rồng thần lại bắt con của mình đi giết một kẻ vô cùng đặc biệt. Khi thấy kẻ đó rắn rồng rất là bất ngờ, thì ra là một hình thú có đầu rồng nhưng thân hình là một con hổ. Cái gì đây? Con tránh xa ra. Đây không phải là chuyện của ngươi. Tao muốn giết chết đánh động là vương khổ kiếm ta. Ngươi đừng hòng đụng vào ông ấy. Ông ấy chính là cha của ta. Ta phải bảo vệ ông ấy. Rồi sau đó hai cha con ta cùng đi tìm mẹ của ta. Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cái gì? Tình khổ kiếm đó Lại sinh ra một cậu tập chủ như ngươi nữa à? Chết tiệt. Hắn là một kẻ chẳng hò lắm loạn. Hắn chỉ lừa mẹ ngươi và ngươi mà thôi. Thứ bẩm thiểu, thứ chết tiệt. Ngươi là kẻ đã giết chết đồng loại của cha ta. Rồi bây giờ dám sỉ nhục cả ta và mẹ ta nữa à? Lại ta cũng là con của hắn. Nhưng hắn đã phụ bạc mẹ ta và rất nhiều yêu tinh khác. Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Trời, con đã giết chết hắn rồi. Đúng như những gì mà sinh vật đầu rồng mình hổ kia đã nói, rồng Long Vương chỉ muốn lợi dụng rắn rồng tinh mà thôi. Và sau khi lợi dụng xong, rồng Long Vương đã biến mất không dấu vết.